Sáng ngày 2 tháng 10, ông Cao Xuân Điệu, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nhân Hội đã đến thăm hỏi động viên và thông tin tình hình dịch bệnh hiện nay cho các thành viên 14 tổ giám sát COVID-19 cộng đồng trên địa bàn ấp Bắc Đai. Tại mỗi tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, ông Cao Xuân Điệu, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, động viên các thành viên giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân và gia đình, cố gắng vượt qua khó khăn. Bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã còn mong muốn các thành viên trong các tổ giám sát luôn tiên phong, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc theo dõi các trường hợp người dân đi đến tại các tỉnh thành phố về địa phương, nhất là các trường hợp đi về từ vùng dịch. Tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng, tăng cường giám sát các trường hợp cách ly y tế tại nhà, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã.